Kính chào quý vị, bản tin dịch COVID-19 tại Việt Nam hôm nay, ngày 17 tháng 6 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong ngày 16 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 423 ca mắc mới. 7 người bị phạt 105 triệu vì tụ tập xem tuyển Việt Nam đá bóng. Đề xuất công nhận liệt sĩ khi lực lượng chống dịch mắc COVID tử vong. Nữ nhân viên bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh dương tính. Bà nội và cha mất cùng ngày, thượng úy công an không thể về chịu tang. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết. Trong số 423 ca, có 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 414 ca ghi nhận trong nước, trong đó Bắc Giang với 279 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 99 ca, 27 ca ở Bắc Ninh, 4 ca ở Hà Tĩnh, 3 ca ở Nghệ An, Bắc Cạn và Hà Nam cùng có 1 ca, trong đó 398 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Mặc dù số ca vẫn cao nhưng Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa gửi thông điệp đến hết ngày 21 tháng 6, tỉnh này cơ bản khống chế được dịch. Ông Lê Ánh Dương cho hay, tỉnh Bắc Giang sau hơn một tháng chống dịch COVID-19 đã đạt được bước tiến quan trọng, đó là đã khoanh được dịch từ khu công nghiệp, từ cộng đồng dân cư và trong các khu cách ly tập trung. Chúng ta đang tập trung đợt tiến công để từ nay đến hết ngày 21 tháng 6 cơ bản khống chế được dịch và hết tháng 6 toàn tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới. Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết đã phân bố 288.000 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca cho các tỉnh, thành phố đang có dịch. Trước tình hình phức tạp, Nghệ An đã quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố Vinh, Nghệ An từ 0 giờ ngày 17 tháng 6. Đến chiều ngày 16 tháng 6, sau 22 ngày bùng dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trong đó có nhiều trường hợp chưa điều tra được nguồn lây, xuất hiện một số thông tin cho rằng nguyên nhân là do biến chủng SARS-CoV-2 mới. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định thông tin này không chính xác. Bộ Y tế đã kiểm tra lại thông tin từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy các kết quả giải trình tự gen ca bệnh trên địa bàn đều là chủng có nguồn gốc từ Ấn Độ, có tên gọi mới là chủng Delta. Chủ tịch huyện Yên Dũng Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt 105 triệu đồng đối với 7 công dân vì có hành vi tụ tập đông người vi phạm quy định phòng chống dịch. Cụ thể, rạng sáng ngày 12 tháng 6, công an xã Tiền Phong tuần tra phát hiện nhà trọ một người đàn ông có 7 người đang uống bia và tụ tập xem vòng loại World Cup giữa tuyển Việt Nam và Malaysia. Chủ nhà trọ thừa nhận là người mang bia từ nhà riêng vào khu trọ của gia đình, rồi cùng 6 người khác là công nhân thuê trọ xem bóng đá. Đáng chú ý, cả ông chủ trọ và nhóm công nhân cho biết đều nắm được việc địa phương đang thực hiện cách ly xã hội, nghiêm cấm tập trung đông người, song vẫn vi phạm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đề xuất bổ sung các chế độ, chính sách đối với lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch vì chính sách dành cho đối tượng này còn hạn chế, chưa tương xứng với những hỗ trợ, hy sinh của người tham gia. Cụ thể, người được cơ quan có thẩm quyền phân công tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 từ cấp cơ sở lên nếu bị lây nhiễm COVID-19 trong quá trình tham gia phòng chống dịch mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì được xem xét giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể để được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh. Trường hợp bị lây nhiễm COVID-19 dẫn đến tử vong thì được xem xét công nhận và hưởng chế độ như liệt sĩ. Liên quan đến đề nghị này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu trả lời. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một nữ nhân viên tại khoa thần kinh dương tính. Trước đó, chồng của nữ nhân viên khám sàng lọc tại bệnh viện và phát hiện dương tính. Do đó, bệnh viện đã cô lập khoa thần kinh và xét nghiệm tất cả nhân viên, người bệnh tại đây. Kết quả, nữ nhân viên dương tính, còn lại toàn bộ âm tính. Nhân viên này cũng đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 ngày 5 tháng 5. Sau khi phát hiện sự việc, bệnh viện đã chủ động báo cáo và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm cho nhân viên y tế, nhân viên cung cấp dịch vụ, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh tại bệnh viện với tổng số lượng hơn 3.600 mẫu đều âm tính. Bệnh viện cũng đã tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 16 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới để tiến hành khử khuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn đảm bảo chăm sóc cho người bệnh đang điều trị nội trú tại đây được diễn ra bình thường. Sáng ngày 16 tháng 6, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức bàn thờ vọng để Thượng úy Lê Nhữ Hoàng, cán bộ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ, chịu tang bà nội và cha.
Thượng úy Lê Nhữ Hoàng, quê Thanh Hóa, là một trong 220 cán bộ chiến sĩ được tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch với nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang. Trong ngày 15 tháng 6, Thượng úy Hoàng nhận hai tin buồn liên tiếp là bà nội 98 tuổi và cha ruột của anh trong khi nhập quan cho mẹ bị đột quỵ và qua đời ngay sau đó. Được biết, cha mẹ Thượng úy Hoàng sinh được hai người con. Người anh đang làm công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh là nơi đang bùng phát dịch nên cũng không thể về quê chịu tang. Vợ Thượng úy Hoàng không có việc làm ổn định, hai con còn nhỏ. Để đảm bảo phòng chống dịch, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 đã cử một tổ công tác đang làm nhiệm vụ ứng trực tại tỉnh Thanh Hóa về thành phố Sầm Sơn để cùng tổ chức lễ viếng, an táng cho bà nội và cha Thượng úy Hoàng. Xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 17 tháng 6 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.